Xin chào mọi người. Hôm nay cửa hàng Mong Cái Green lên video giới thiệu mọi người một chiếc máy thổi lá, xạ phân, xạ lúa, phun vôi của hãng Mazuyama. Mã là MD170. Mẫu này thì trong cái thời gian vừa qua thì cửa hàng Mong Cái Green cũng bán khá là nhiều chiếc. Cái này thì nó công suất của nó là công suất là cũng khá là mạnh rồi. Và nó rất là phổ thông, phổ biến, nó là nhiều đồ thay thế cho nên là nhiều người lựa chọn cái con máy này để mua để sử dụng. Và nó là rất là bền, rất là mạnh. Hôm nay thì cửa hàng mình giới thiệu với con này thì giá là cực kỳ tốt luôn các bạn nhá. Giá 2,5 triệu bao ship toàn quốc. Ok, 2,5 triệu bao ship toàn quốc các bạn nhá. Đẹp như trong tranh, đẹp như trong tranh luôn các bạn nhá. Đẹp như trong tranh luôn, zin nguyên bản nhá các bạn nhá. Thực sự cái dòng này thì chả có cái gì để mà thay thế cả. Động cơ này các bạn này, xem động cơ này. Thân máy thì nó màu cam kia các bạn nhá. Bình xăng và bình nguyên liệu thì nó là cái màu trắng sữa này, đẹp xuất sắc luôn các bạn ạ. Bình trắng sữa còn nguyên chữ, nguyên hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh luôn, cả tiếng Nhật luôn. Đẹp, đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc luôn các bạn. Đẹp xuất sắc. Cần điều khiển đây. Ngoài, cần ngoài là chỉnh ga lớn nhỏ, ga của động cơ. Còn cần trong là điều chỉnh cái nguyên liệu. Nguyên liệu của nó là nó xả ra các bạn. Xả ra nhiều hay xả ra ít. Sử dụng thì nhiều thì chúng ta sẽ quen cái này. Nó có 9-10 mức. 10 mức nguyên liệu xả ra và 7 mức ga. Đấy, mức dưới cùng là số 0 nhá, là tắt máy các bạn nhá. Đẹp không? Này. Cái ba lô của nó cũng màu trắng sữa các bạn nhá. Đeo con này cực kỳ êm luôn các bạn này. Êm luôn, xịn sò. Miss Dutter MD170 Mazuyama. Ok. Đẹp. Đẹp xuất sắc. Khá là ok nha các bạn nhé. Đây là ống thổi ra nha các bạn nhé. Ống thổi ra, nắp vào như này nhé. Về chúng ta nắp vào. Mình nắp vào, mình để đây thì nó lại hơi bị vướng một chút cho nên là nổ nó sẽ không. Đấy, này, guồng gió nó còn thổi hết cả cái lá cỏ của mình vào đây này. Ok không? Đẹp xuất sắc này. Đẹp như mới luôn các bạn ạ. Màu cam khá là đẹp luôn, kết hợp với màu trắng sữa. Mình sẽ mở ra để xem cho các bạn xem cái họng gió nhé. Họng gió của nó hình bầu dục hình nhá. Ok. Rồi. Này, xạ phân, xạ lúa, phun vôi ok. Các bạn cứ cái loại này thì là nó là xạ phân, xạ vôi thì là không nói gì rồi, nhưng mà xạ lúa một số bạn bảo nó hơi khó sử dụng, nhưng mà nó thói quen sử dụng thôi. Người sử dụng nhiều rồi bảo là ok, còn mình thì thực sự là mình không có ruộng để mà xạ lúa nên mình cũng chưa biết là xạ lúa như nào. Nhưng mà vườn mình như xạ phân xạ vôi rồi. Ok. Ok. Vấn đề gì? Rồi. Mình nói lại một lần nữa nhá, đồ của cái bọn này là cực kỳ nhiều luôn. Cho nên là nếu như nó có một cái trục trặc sự cố gì nó là thay thế sửa chữa là ok nhá. Sau đây thì mình sẽ test tiếng nổ của máy để cho các bạn tham khảo. Vừa đầu video thì mình đã test nổ rồi đấy, nhưng mà bây giờ mình sẽ giật lại từ đầu để cho các bạn hình dung nhá. Ga này thì thấp quá các bạn ạ. Ga này thì thấp quá, nó khó nổ. Thank you.
cho mức dưới cùng là tắt máy nhé con nhá. Đấy, thực sự là nó là siêu to khổng lồ luôn, mạnh mạnh vãi lúa đâu luôn nha. Ok, 2,5 triệu bao ship toàn quốc. Khách hàng nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ ngay với này mình qua số Zalo là 0983804084. Cửa hàng của mình thì ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Rồi ok, lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Ai kết thì liên hệ ngay với mình nhé.